Với mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ từ quốc lộ đến đường tỉnh, đường huyện và giao thông nông thôn đang tạo ra rất là nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, thông thương để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, xuất nhập khẩu, thúc đẩy các dịch vụ, khu đô thị tiêu thụ nông sản. Giao thông ở Hưng Yên vừa là mạch máu chính của nền kinh tế, vừa là động lực, nguồn lực chính để thúc đẩy toàn diện phát triển của tỉnh trong những năm qua. Với cao tốc 5B và đường nối hai cao tốc, tuyến đường được thiết kế để sau này hình thành cao tốc cộng với quy hoạch cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ dài gần 20 km và đường vành đai 4 hơn 19 km qua địa bàn tỉnh Hưng Yên đang được thi công. Bên cạnh đó là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện sẽ tạo thuận lợi rất lớn để Hưng Yên phát triển mạnh thành tỉnh công nghiệp dịch vụ trong tương lai gần. Ưu tiên phát triển giao thông, đấy là thực hiện 3 cái đột phá chiến lược. Thì hiện nay giao thông toàn tỉnh của chúng ta là khá toàn diện và phát triển. Hiện nay chúng ta có 30 dọc và 80 ngang. 30 dọc đường nối hai đường cao tốc đấy thì đã cơ bản hoàn thành. Thì dọc cái đường này thì bố trí toàn bộ là phát triển công nghiệp, nó khoảng trên 3.000 hectare các khu công nghiệp nó đưa vào quy hoạch. Cái thứ hai là đường Tân Phúc Võng Phan thì cái đường này cũng quy mô mặt cắt khoảng 60 mét, đầu tư khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Thì dọc hai bên cái đường này thì cũng quy hoạch toàn bộ các khu công nghiệp khoảng 4.500 hectare các khu công nghiệp. Từ kế hoạch này thì các nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau và các nhiệm kỳ sau nữa chúng ta có điều kiện để phát triển công nghiệp. Đây là một việc phát triển công nghiệp để làm sao mà tỉnh Hưng Yên chúng ta nếu có sau này giàu có thì giàu có một cách bền vững. Cái thứ ba đó là đường kết nối di sản. Thì hiện nay không có gì thay đổi. Chúng tôi đã chuẩn bị khoảng 2 năm chuẩn bị đầu tư. Vì cái đây là một dự án rất lớn, dự án nhóm A khoảng gần 10.000 tỷ. Và không có gì thay đổi là đầu quý 2 năm 2024 này thì tiếp tục khởi công. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết số 10 ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh khóa 19 về chương trình phát triển giao thông, vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã xây dựng mới và cải tạo nâng cấp gần 700 km đường cấp huyện, xã, thôn, xóm, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu cấp huyện, cấp xã. Tỷ lệ cứng hóa các tuyến đường huyện, đô thị đạt hơn 99%, đường xã, liên xã đạt 99%, đường trong thôn, xóm và các tuyến đường trục chính nội đồng đạt gần 90%. Hơn 20 năm xa quê, anh Đinh Thế Quân từ Cộng hòa Liên bang Nga trở về xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của quê hương mình, đặc biệt là các tuyến đường giao thông từ tỉnh tới huyện và đường thôn xã. Cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh ta nói chung, từ những con đường quốc lộ này chạy qua này và những con đường tuyến liên huyện này, liên xã này, liên thôn này và những con đường phục vụ bà con ở ngoài đồng, phải nói là phát triển theo từng năm tháng. Và quả thật mà nói là hàng năm tôi về tôi thấy đổi mới rất nhiều. Nhờ có hệ thống giao thông vận tải phát triển đồng bộ mà những địa phương khó khăn trước đây của Hưng Yên thì nay đã có cơ hội phát triển. Bởi giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, mà giao thông vận tải đã thực hiện được mối liên hệ kinh tế trong và ngoài tỉnh, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phát triển được các dịch vụ mà trước đây chưa hề có. Các huyện khu Nam của tỉnh Hưng Yên như Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ trước đây luôn là những địa bàn đi lại khó khăn. Nguyên nhân chính là do giao thông còn bất cập, nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này còn hạn hẹp. Tuy nhiên, những năm gần đây, lãnh đạo các địa phương này dần thay đổi tư duy, tập trung ngân sách lớn để làm hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối với các vùng để phát triển kinh tế xã hội, coi đây là khâu bứt phá để thu hút các dự án vào địa bàn. Tại huyện Phù Cừ, giai đoạn 2021-2025 phê duyệt chủ trương đầu tư 32 dự án thuộc lĩnh vực giao thông với tổng mức đầu tư gần 1,2 nghìn tỷ đồng. Tổng số chiều dài các tuyến đường được xây dựng gần 62 km. Từ hệ thống giao thông này thì các nhà đầu tư cũng quan tâm nhiều hơn đến các cái cụm công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh. Và hiện tại thì chúng tôi đã có một cụm công nghiệp được khởi công, đó là cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng. Cụm công nghiệp Quán Đỏ thì đã giải phóng xong mặt bằng. Nhờ sự quan tâm của tỉnh, của huyện mà các địa phương đã có sự thay da đổi thịt. Nhiều tuyến đường áp phan rộng, dài đã được làm ngay tại đường lên xã, đường trong thôn, đường ra đồng. Không chỉ làm giảm biên độ giữa nông thôn và thành thị mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Nhiều xã nghèo trước đây,
nhờ có giao thông phát triển đã trở thành các xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Ngày xưa thì là nói đến về quê thì là khổ lắm, sợ lắm. Thế nhưng bây giờ về quê thì là sướng quá, đường là phẳng phiu đi lại thuận lợi.